Diễn viên Nhí đóng cùng Trịnh Thăng Bình mất tích, mẹ tố bố bắt con nhưng bố đã chính thức lên tiếng. Diễn viên Nhí, ông ngoại tuổi 30 phiên bản Việt, Gia Bảo đã bị mất tích gần 3 tháng nay, trong khi đó bố của bé khẳng định con mình bị ngược đãi và ấu dâm. Những ai đã xem bộ phim Ông ngoại tuổi 30 bản Việt đều không khỏi siêu lòng trước vẻ đẹp tinh nghịch và đáng yêu của cậu bé cô ca Gia Bảo. Thế nhưng cuộc sống thật của em lại có vẻ như không được bình yên như thế khi mới đây mẹ cô ca đã lên tiếng tố cáo con mình bị mất tích 3 tháng, nghi ngờ do bố bắt cóc. Trong khi đó bố cô ca tố ngược mẹ ngược đãi con mình để con bị bố dưỡng ấu dâm. Cụ thể, mẹ của cô ca đã bất ngờ đăng lên trang cá nhân cầu cứu cư dân mạng vì con mình đã mất tích 3 tháng. Trong đó nguyên nhân là do bố của cô ca không giao con theo phán quyết ly hôn của tòa án. Mẹ bé viết, từ lúc có quyết định thi hành án đến nay đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định của pháp luật. Mặc dù đã có 7 buổi vận động thuyết phục ba bé giao con cho mẹ nuôi dưỡng, nhưng sau khi ba bé nhận được biên bản triệu tập của chi cục thi hành án quận 2, thì tất cả 7 buổi vận động thuyết phục đều cố tình trốn tránh vắng mặt. Tất cả các đại diện đều vắng mặt không có giấy báo bận và không hỗ trợ giúp mẹ cô ca theo quy định của pháp luật. Đã gần 3 tháng nay, mẹ chưa đón được con về chăm sóc nuôi dưỡng, đồng thời ba bé đã giấu con đi, không cho mẹ được gặp con, cướp đi quyền làm mẹ. Là một người mẹ nên mẹ cô ca rất hoảng sợ, không biết con đang ở đâu và làm gì. Đáp lại lời tố cáo từ người mẹ, bố của cô ca cho rằng anh giữ con vì lo lắng cho con trai bị bạo hành trong lúc ở cùng mẹ, không được học hành mà phải thường xuyên đi đóng phim, đóng quảng cáo để kiếm tiền. Đặc biệt, anh còn tố bố dưỡng bé có hành vi ấu dâm, xâm phạm bộ phận sinh dục của con mình. Trước lời tố cáo của anh, nhiều người cũng bình luận cung cấp thêm bằng chứng về việc bố dưỡng của cô ca có hứng thú không lành mạnh với trẻ em. Đáp trả lại những lời tố cáo từ chồng cũ, mẹ cô ca khẳng định con mình được ăn học đầy đủ và có bằng chứng chứng minh con có đi học và sống hạnh phúc. Cô ca sống với mẹ từ trước đến giờ đều vui vẻ, ngay cả khi sống với ba dưỡng đều được chăm sóc tốt, có sao lại làm mất đi niềm vui của con trẻ. Đã đọc con bằng những lời nói thô thiển như vậy, vu khống người khác, người tổn hại nhất đó chính là cô ca. Không rõ trong cuộc chiến của bố và mẹ, ai đúng ai sai, nhưng rõ ràng người bị tổn thương nhiều nhất trong sự việc này chính là cô ca, khi phải chứng kiến những màn khẩu chiến của đấng sinh thành cùng cuộc sống bấp bênh không ổn định. Hy vọng bé sẽ sớm có được cuộc sống bình yên bên người thực sự yêu thương bé. Choáng váng trước căn biệt thự hoành tráng của vợ chồng MC Ốc Thanh Vân. Từng ở một căn chung cư cao cấp với diện tích khá lớn, nhưng cả hai vợ chồng vẫn quyết định xây nhà đất để có thêm không gian sống thoải mái. Khá kín tiếng trong chuyện khoe tài sản, Ốc Thanh Vân làm mọi người ngỡ ngàng về không gian sống của cả tổ ấm ở hiện tại. Mới đây trên trang cá nhân của mình, MC Ốc Thanh Vân đã chia sẻ những khoảnh khắc mà cô và người thân trong gia đình tụ họp tại nhà riêng để cùng thực hiện ngày giỗ đầu tiên cho bố. Nữ diễn viên tâm sự, hôm nay có gia đình hai bên nội ngoại, có các anh chị em qua với em. Em cảm ơn gia đình yêu thương rất nhiều, cảm ơn ba trí rùa đã chuẩn bị cơm nước theo chuẩn vườn bia nhé. Em nghĩ bố tối nay cũng sẽ rất ấm lòng. Dù bố đã mất một năm, nhưng nỗi mất mát trong lòng cô và người thân vẫn chưa thể nào dịu đi được. Mỗi lần nghĩ đến người cha thân yêu, Ốc Thanh Vân luôn nhớ lại những kỷ niệm và rơi nước mắt. Mọi người đều quay quần ăn uống bên nhau trong ngày giỗ của bố nữ diễn viên. Bên cạnh đó, một số hình ảnh mà cô đăng tải đã phần nào hé lộ về không gian sống của cả tổ ấm. Trước đây, vợ chồng Ốc Thanh Vân và ba thiên thần Nhí sống tại một căn hộ cao cấp có diện tích khá lớn. Nhưng sau này cô vẫn quyết định xây nhà riêng để thoải mái hơn, đồng thời cô muốn có một căn nhà khang trang dành cho bố mẹ. Cận cảnh căn nhà biệt thự mà vợ chồng nữ diễn viên đã dành ra khá nhiều thời gian để xây nên, bên cạnh nhà còn có cả khu vườn rộng rãi. Với diện tích lớn như thế này, Ốc Thanh Vân khá thoải mái khi tổ chức những buổi gặp gỡ người thân và các con cháu. Mỗi căn phòng đều có tông màu riêng, đặc biệt là không gian phòng của con gái Linh Đan được trang trí ngập tràn sắc hồng. Khu vực nhà bếp cũng được lắp đặt với nhiều trang thiết bị hiện đại. Ngoài ra, cô dành hẳn một diện tích khá lớn để làm phòng tập yoga cho mình. Là người hiếm khi nào khoe tài sản trên truyền thông, nữ diễn viên khiến nhiều khán giả suýt xoa bởi nơi ở hiện tại của cô. Vừa là một diễn viên tài năng, nổi tiếng trên cả sân khấu kịch và phim ảnh, vừa là một MC đắc show, Ốc Thanh Vân là mẫu hình phụ nữ hiện đại thành công trong công việc. Không chỉ vậy, cô còn gây ngưỡng mộ bởi có một gia đình vô cùng hạnh phúc. Ngoài ra, ông xã đã phụ giúp cô rất nhiều trong việc chăm sóc cho ba thiên thần để đỡ đần cho vợ. Hạnh phúc bình dị của gia đình nhà Ốc Thanh Vân khiến nhiều người mong mỏi có được. Cẩm Ly tiết lộ từng hụt hẫng muốn bỏ nghề vì Minh Tuyết. Ở chương trình Tuyệt đỉnh song ca, cặp chị em Thùy Đan, Anh Thư khiến Minh Tuyết rơi nước mắt nhớ về Cẩm Ly khi bắt đầu ca hát. Chị Tư cũng kể sự ra đi của em gái từng khiến cô muốn bỏ nghề. Sau màn trình diễn của Thùy Đan, Anh Thư với ca khúc Cỏ Úa, không cặp huấn luyện viên nào gạt cần chọn vì cho rằng chưa đủ thuyết phục họ.
Tuy nhiên, khi nghe xong phần giới thiệu của anh Thư, huấn luyện viên Minh Tuyết bất ngờ bật tín hiệu xanh bởi hình ảnh rụt rè, thiếu tự tin của chị gái anh Thư và Thùy Đan làm cô nhớ tới Cẩm Ly lúc mới vào nghề. Nữ ca sĩ kể, Cẩm Ly nhút nhát dù đam mê nghệ thuật, chính Minh Tuyết là người rủ Cẩm Ly đi thi hát để khởi đầu cho con đường nghệ thuật sau này. Mọi người cứ nghĩ chị tỏa sáng, lấn chiếm chị Ly, nhưng không phải, chị Ly không dám thoát ra khỏi sự nhút nhát. Lúc đó chị không muốn hát song ca, chị muốn hát đơn ca, nhưng thấy chị Ly nhút nhát quá, chị không nỡ tách chị gái ra ngoài. Ngày hôm nay em làm chị gợi nhớ tới chị và chị Ly ngày xưa, do đó chị mới hỏi em có đam mê ca hát không. Chị đã bỏ rơi chị Ly một lần để ra đi, và ngày hôm nay chị không muốn bỏ rơi em và chị của em trong cuộc chơi này, Minh Tuyết xúc động chia sẻ. Trước tâm tình của em gái, Cẩm Ly tiết lộ Minh Tuyết sang Mỹ học thiết kế nên khiến cô hụt hẫng. Khi song ca, một người rời đi rồi giống như mình mất điểm tựa. Cả quá trình Ly muốn bỏ nghề, nhưng vì sự khuyến khích của mọi người Ly mới đứng lại từ đầu, phải đi những bước đầu tiên của mình. Ly không muốn tuyết đi, nhưng mình lớn, mọi người đều có hướng đi riêng. Ly không có quyền bắt buộc em mình theo mình suốt để bảo bọc như thế, và cũng rất vui khi hai chị em tách nhau ra, nhưng bây giờ cũng có chỗ đứng ổn định tương đối. Minh Tuyết nói thêm, nếu như chị Ly không thành công thì chị sẽ hối hận suốt đời. Có thể sự ra đi của Tuyết là cái sáng suốt, bởi chị ra đi thì chị Ly mới có được ngày hôm nay. Chị Ly phải tự đứng lên trên đôi chân của mình mới dám thoát ra sự nhút nhát để chứng minh cho mọi người biết chị Ly không cần dựa dẫm vào ai cả. Ngay khi Minh Tuyết dứt lời, chị Tư tiến về phía Minh Tuyết và dành tặng cho em gái một cái ôm nồng thắm. Nhạc sĩ Minh Vi bất ngờ tiết lộ ông xã của Thùy Đan chính là Quốc Dũng, là thành viên của đội anh. Do đó Minh Vi quyết định gạt cần chọn bộ đôi này. Cuối cùng, cặp chị em Thùy Đan, anh Thư về đội Minh Vi, Cẩm Ly. Sau 3 tập phát sóng, đội Cẩm Ly, Minh Vi tạm thời dẫn đầu với 9 cặp thí sinh. Theo sau là đội Minh Tuyết, Quang Lê với 7 cặp chiến binh, và cuối cùng là Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ với 5 cặp thí sinh và một giọng ca đơn. Hello góc khuất cuộc sống đầy bí ẩn và nỗi buồn không được gặp con sau ly hôn của diễn viên Trung Dũng. Trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, Nếu Hương do Lê Phương đóng đáng thương bao nhiêu thì ở tuyến nhân vật Nam, Kiệt do Trung Dũng đóng cũng là nhân vật gây bức bối bấy nhiêu. Xuất thân nghèo khó, Kiệt cố gắng vươn lên để làm giàu, vì không có tiền mà anh đã để mất người yêu từng gắn bó với mình gần 10 năm trời. Thế nhưng đến khi giàu có lấy được cô vợ top 10 Hoa hậu Việt Nam, thì Kiệt lại bất ngờ bị phá sản, sống kiếp lầm lũi, chó chui gầm cạn, vô cùng ê chề và tủi nhục. Về vai diễn nhu nhược đáng thương này, Trung Dũng tiết lộ khi nhận kịch bản anh không mặn mà lắm. Nghĩ đơn giản nhân vật chỉ đi lòng vòng quanh nhà cả ngày thì chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng với khả năng diễn xuất có chiều sâu nội tâm cực nặng, Trung Dũng đã khiến khán giả bị ám ảnh với nỗi khổ và tâm lý đè nặng lên trái tim lương thiện của người đàn ông do anh thủ vai. Trong phim Bi Đát là vậy, còn ngoài đời Trung Dũng cũng có một cuộc hôn nhân bí ẩn không mấy tốt đẹp. Anh tiết lộ có vợ con ở nước ngoài nhưng đã ly hôn do bất đồng quan điểm sống. Hiện nay, con trai của anh đã 12 tuổi, sống với mẹ. Thế nhưng vì vợ anh không muốn hai bố con gặp nhau nên tìm cách ngăn cản. Ngoài những chia sẻ hiếm hoi đó, nam diễn viên chưa bao giờ hé lộ bất cứ thông tin nào về người phụ nữ đã đi qua cuộc đời mình. Cho đến bây giờ, vợ cũ Trung Dũng là ai vẫn còn là một ẩn số của làng giải trí. Chuyện vợ con của tôi thì chỉ mình tôi biết thôi, tôi không muốn chia sẻ với ai cả. Tôi có vợ và con, nhưng chúng tôi không hợp nhau nên đã chia tay. Vợ tôi không muốn cho con mình nhìn mặt ba nên đem con đi. Trong showbiz này nhiều người như vậy, con cái bị ngăn cấm nên không được gặp bố mẹ. Tôi chưa có vợ không có nghĩa là tôi không có nhiều người yêu, chưa lấy vợ không có nghĩa là chưa đeo nhẫn. Tôi được ông trời cho sự nổi tiếng, cho tình cảm của khán giả, cho nhiều thứ. Tôi đóng phim cũng là kinh doanh mà không cần hồi vốn. Sau một bộ phim, tôi được vài trăm triệu liền. Hơn nữa, bộ phim chiếu ra thì tôi còn được nổi tiếng, được mời làm quảng cáo. Ông trời cho nhiều nên sẽ lấy lại của mình một thứ gì đó. Tôi biết điều đó nên cứ gói ghém mà sống. Trung Dũng tâm sự. Cách đây khoảng 4 năm, Trung Dũng dính phải nghi vấn đồng tính khi có những chia sẻ đặc biệt về câu chuyện này. Anh tâm sự, đồng tính không phải là một điều gì đáng phải xấu hổ cả. Đó là tình yêu, vốn là chuyện giữa hai con người, chứ không hề bị ràng buộc bởi giới tính, màu da, địa vị hay tôn giáo. Từ đó anh đưa ra những quan điểm giống như một người trong cuộc. Rất nhiều đôi đồng tính do bị xã hội kỳ thị, họ lại càng thấm thía hơn giá trị của mối quan hệ, từ đó bền chặt hơn. Dựa trên điều này, tôi hoàn toàn có thể nói rằng mình có thể yêu một người đàn ông nếu đó là người tốt, chân thành và đam mê trong tình yêu. Thời điểm đó, Trung Dũng đang tham gia vào một bộ phim có chủ đề đồng tính, có tên Lạc Giới, được xây dựng kịch bản trên ý tưởng của chính bản thân anh. Diễn xuất quá đạt của Trung Dũng trong phim và những ồn ào câu chuyện riêng tư ngoài đời đã khiến nam diễn viên gặp phải những lời đồn đại về giới tính.
Tuy nhiên sau đó Trung Dũng nhiều lần lên tiếng khẳng định mình chuẩn men và cho biết những tin đồn đó khiến anh cảm thấy rất buồn. Nam diễn viên khẳng định sau Lạc Giới sẽ không tham gia bất kỳ vai diễn nào nữa vì không còn cảm xúc với những vai kiểu đó. Còn về quan điểm chọn phụ nữ, Trung Dũng tiết lộ, tôi thích những người phụ nữ mạnh mẽ, tóc dài, bụi bụi, biết chăm sóc bản thân và chơi thể thao. Tôi mê những cô gái chơi thể thao vì trông họ rất sexy, đặc biệt là phần đùi và phần cánh tay của họ. Hơn nữa, tập thể thao cũng nâng cao ý chí cho họ, giúp họ có sức khỏe và không bị đàn ông làm chủ. Tôi rất sợ những người phụ nữ thụ động và thiếu ý chí.